Bana bak, korkma. Thưa quý vị, cập nhật tới thời điểm này thì số nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 15.000 người, hàng chục ngàn người khác bị thương, hàng nghìn tòa nhà bị đổ sập và các tổ chức cứu hộ đang lo lắng về khu vực Tây Bắc Syria, nơi có hơn 4 triệu người đang dựa vào hỗ trợ nhân đạo. Điều kiện thời tiết băng giá đang gây thêm những nguy hiểm cho những người sống sót mắc kẹt dưới đống đổ nát và làm cho công tác cứu hộ thêm khó khăn hơn. Hàng chục nghìn thành viên lực lượng cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với sự hỗ trợ của nhiều quốc gia đang triển khai công tác cứu hộ động đất. Tuy nhiên, thì quy mô của thảm họa đã vượt quá năng lực của bất kỳ quốc gia nào. Hiện cả hai nước đều thiếu trang thiết bị, đặc biệt là thiết bị hạng nặng để đào bới và tháo dỡ bê tông cốt thép. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Syria. Trong khi con số người tử vong do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng liên tục, thì hoạt động giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt dưới hàng nghìn tòa nhà đổ nát là cuộc chạy đua với thời gian. Các đội tìm kiếm cả tình nguyện lẫn thuộc chính quyền đang đưa được người còn sống và thi hài nạn nhân lên khỏi đống đổ nát. Nhưng hoạt động cứu hộ đang diễn ra chậm chạp ở nhiều nơi, đặc biệt là ở Syria. Người dân địa phương tập trung tại các tòa nhà bị phá hủy để cố gắng đào bới bằng tay và công cụ thô sơ. Sau 50 giờ làm việc, chúng tôi mới kéo được một người đàn ông và một bé gái còn sống ở thành phố này. Đội cứu hộ đang rất khó khăn vì không có máy móc hạng nặng, trong khi khu vực bị thiệt hại do động đất lại rất rộng. Hơn 400 điểm bị phá hủy hoàn toàn, hơn 250 điểm bị hư hại một phần. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã cố gắng tìm anh họ tôi và gia đình anh ấy. Hôm qua, chúng tôi mới kéo được 4 người trong nhà họ lên, là vợ và ba con anh ấy. Hôm nay sẽ cố để tìm anh họ tôi, và vẫn có một người con trai và con gái của anh ấy vẫn chưa được đưa lên nữa. Trận động đất có độ lớn 7,8 đã đánh sập hàng nghìn tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nhà chức trách lo ngại số người tử vong sẽ tiếp tục tăng vì hoạt động tìm kiếm cứu hộ gặp quá nhiều khó khăn về thiết bị và con người. Đặc biệt là Syria lại còn đang trong tình trạng chiến sự 12 năm nay. Đến đồ cứu trợ của các tổ chức quốc tế cũng khó chuyển vào Syria do những rắc rối với các lực lượng kiểm soát các vùng lãnh thổ khác nhau và các lệnh cấm vận của quốc tế. Đối với những người may mắn sống sót sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, điều ám ảnh họ có lẽ không phải là mất nhà cửa mà là mất đi người thân. Rất nhiều trường hợp khi đã được cứu sống, họ mới bàng hoàng trước nỗi đau rằng tất cả những người thân trong gia đình đã không còn nữa. Chìm trong đau buồn và không dám tin vào sự thật, ông Abdulrahman Ali Al-Mahmoud, người sống sót sau trận động đất ở Syria, nhớ lại việc ông đã mất 20 thành viên trong gia đình cùng một lúc như thế nào. Tôi đi vệ sinh thì động đất xảy ra. Tôi mở cửa quay lại đưa con gái và gia đình ra khỏi nhà nhưng không kịp. Chúng tôi bị dồn vào góc tường và trần nhà rơi xuống, đè lên chúng tôi. Chúng tôi mắc kẹt gần nửa giờ và liên tục la hét để được giúp đỡ. Sau đó anh vợ tôi đến, kéo chúng tôi ra. Con gái nhỏ của tôi chết trong tay tôi và vợ tôi cũng mất ngay bên cạnh tôi. Chỉ còn đứa con gái 2 tuổi rưỡi của tôi là sống sót. Vì xung đột, ông Abdulrahman đã phải đưa gia đình rời bỏ quê hương từ Dia Anzor ở miền đông Syria đến thị trấn Zandaris. Nhưng ở đây, trận động đất kinh hoàng đã cướp đi tất cả những gì ông có. Tôi không biết ai đã chôn cất con gái mình. Tôi đã tự tay đưa con bé đến bệnh viện, nhưng sau đó tôi không thể tìm thấy con nữa. Tôi đã hỏi khắp bệnh viện để tìm lại thi thể con gái để chôn cất gần vợ tôi, nhưng không ai trả lời tôi cả. Tôi đã mất nhiều người thân trong gia đình, vợ, con gái tôi, gia đình em họ. Tôi đã mất 20 người thân, 20 người đã ra đi. Đáp lại những tiếng gọi, những tiếng hét khản cổ chỉ là sự im lặng của những đống đổ nát mà trước kia từng là nhà của hàng nghìn con người. Đống đổ nát chôn vùi bao hy vọng, tương lai và kỷ niệm của những người may mắn sống sót. Đó là một cảm giác không thể diễn tả được. Chúng tôi sắp sống trong một thực tế khác. Bạn bè của chúng tôi đã biến mất. Tất cả hàng xóm của chúng tôi đã biến mất. Có lúc tôi không muốn sống tiếp nữa. Mọi người đều bị sốc. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như một cơn ác mộng mà khi chúng tôi tỉnh dậy và thấy mọi thứ đã sụp đổ. Tôi sẽ trở lại cuộc sống bình thường bằng cách nào đây? Bạn bè của tôi và những người tôi đã cùng lớn lên, tất cả đều đã ra đi. Tôi làm thế nào để sống tiếp đây? Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 23 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở cả hai quốc gia. Các nhóm viện trợ đang được gấp rút đưa đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng thời tiết khắc nghiệt dường như đang làm khó công tác cứu hộ.
Những câu chuyện và hình ảnh từ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều người dân trên toàn thế giới, trong đó có một nghệ sĩ người Ấn Độ. Nghệ sĩ Sudarshan Patnaik đã xây dựng những bức tượng trên cát để tưởng niệm những nạn nhân không may trong trận động đất. Nhiều người dân ở khu vực đã đến xem tác phẩm này và cùng cầu nguyện cho những người đã mất do trận động đất. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết là 10 người Ấn Độ đã bị mắc kẹt ở khu vực động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi một người khác vẫn còn mất tích trong 2 ngày qua. Ấn Độ đã cử 2 máy bay đưa các nhân viên cứu hộ và nhân viên y tế đến Thổ Nhĩ Kỳ để cung cấp viện trợ cho các nạn nhân. Vâng, chỉ sau một đêm thôi thì tính đến thời điểm này, hàng chục nghìn người đã ra đi, hàng nghìn gia đình đã mất đi người thân của mình. Nỗi đau khiến tất cả chúng ta bàng hoàng. Người dân trên toàn thế giới đang hướng về Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với những lời cầu nguyện và nhiều chuyến bay viện trợ cũng đã được thực hiện. Vâng, có thể nói là thiên tai động đất đang trở thành cái nỗi ám ảnh cho rất nhiều quốc gia, và sự biến động của các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng như là nhiều những tác động khác khiến cho thế giới cần phải có những biện pháp tích cực hơn để ứng phó cũng như là những cái thay đổi để bản thân chúng ta được chung sống hòa bình với môi trường. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật những thông tin liên quan tới trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong những bản tin tiếp theo.